Xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 4. Các em ơi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài học tiếp theo, đó là bài học số 16. Let's go to the bookshop. Thì let's ở đây là thể viết tắt của cái sở hữu cách, và s là us, có nghĩa là gì? Tân ngữ của chúng ta là chúng mình. Hãy đi đến cửa hàng sách nhé. Let's go to the bookshop. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học số 1, lesson 1. Hoạt động số 1, activity number 1, look, listen and repeat. Thì trước tiên thì các em hãy đọc nhạc, tìm xem có những cái từ mới nào mình chưa hiểu hay không. Rồi, thầy đã liếc qua thì không có từ nào mới cả, thì thầy mời các em nghe đĩa một lần. Các em ơi, vậy là chúng ta vừa rồi nghe rồi, nghe cái bài khóa rồi. Bây giờ thầy mời các em cùng theo dõi thầy đọc một lần, xem những cái từ nào phát âm các em phát âm còn chưa chuẩn, và thầy sẽ dịch nghĩa của từng câu một. Ở lúc cần the picture A, hãy nhìn vào bức tranh A. Hi from, where are you from? Where are you going? Sorry, where are you going? I'm going to the bookshop. I want to buy some books. Hi from. Chào Phong, chào bạn Phong. Where are you going? Bạn đi đâu thế? Bạn đang đi đâu thế? Đúng không? Đây là gì? Hiện tại tiếp diễn. I'm going to the bookshop. Mình đang đi đến cửa hàng sách. I want to buy some books. Mình muốn mua một vài quyển sách. P. Oh, I want to buy some books too. Okay, let's go to the bookshop together. Oh, mình muốn mua một quyển, mình cũng muốn mua một vài quyển sách. Được rồi, chúng mình hãy đi đến cửa hàng sách cùng nhau nhé. Together là cùng nhau nhé. C. Good idea. Where's the bookshop? Ý kiến hay. Where's the bookshop? Cái good idea này nó gần giống như cái từ great idea. Ý kiến tuyệt vời, đúng không? Where's the bookshop? Thế cửa hàng sách thì ở đâu? D. Here. Các em nhìn vào bức tranh. Bookshop đây, đúng không? Here là ở đây. Thì qua cái bài khóa này thì về kết cấu ngữ pháp thì họ sử dụng cái thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, thì nó cũng không có cái gì là mới cả. Rồi chúng ta tiếp tục đi đến cái hoạt động số 2 là point and say, chỉ ra và nói. Thì ở cái hoạt động số 2 này thì người ta luyện cho các em cái mẫu câu let's go to the chấm 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 và I want to chấm chấm chấm. Great idea, sorry I'm busy. Thì cái yêu cầu của bài hoạt động số 2 này thì các em đọc bên dưới đây. Work in Paris. Select some places to go and say why. Rồi làm việc theo các cái cặp. Select là gợi ý nhé. Gợi ý một vài cái địa điểm hay nơi chốn để mà đi và nói tại sao. Ok, listen to the radio. Rồi, look at the picture A, please. Can you tell me what is it? Okay, it's a bakery, okay? Buy some bread. Picture B. Do you know the name of this one? Pharmacy. Okay, buy some medicine. Picture C. Supermarket. Buy some food. Picture D. Sweet shop. Buy some chocolate.
Rồi, picture A là gì nhỉ? Đi đến tiệm, tiệm bánh là bakery để mua gì? Mua một vài cái bánh mì, đúng không? B là đi đến gì? Tiệm thuốc Tây, pharmacy, cửa hàng thuốc Tây để mua một vài gì? Một vài viên thuốc. Đi mua thuốc. Picture C, supermarket là gì nhỉ? Market là chợ, supermarket là siêu thị lớn hơn chợ đúng không? Buy some food để mua một vài một ít thức ăn. Sweet là kẹo đúng không? Cửa hàng kẹo. Ngoài ra ngoài từ sweet nó còn từ candy. Sweet nếu là tính từ nó còn là gì? Cửa hàng đồ ngọt đúng không? Buy some chocolate. Mua một ít sô cô la. Như cái picture này thì các em có thể làm như sau. Let's go to the bakery. I want to buy some bread. Great idea. Sorry, I'm busy. I'm busy là gì? Busy là tính từ gì? Bận rộn, đúng không? Picture B. Let's go to the pharmacy. I want to buy some medicine. Picture C. Let's go to the supermarket. I want to buy some food. Picture D. Let's go to the sweet shop. I want to buy some chocolate. Okay. Okay, the next activity is number 3. Listen and think. Okay, ở cái hoạt động số 3 này thì các em hãy nghe băng, sau đó thì đánh dấu lựa chọn của em. Ở đây thì họ có 4 câu hỏi và mỗi một câu hỏi thì có hai cái đáp án, hai sự lựa chọn thì các em nhìn kỹ vào bức tranh và nghe cái đĩa và các em sẽ trả lời. Ok, sentence 1, câu 1. Where do Phong and Linda go? Bạn Phong và bạn Linda thì đi đâu? Sweet shop, cửa hàng bánh kẹo hay là book shop hay cửa hàng sách? Xin mời các em cùng nghe. Hi, hi Phong, where you go? Going. Chào Phong. Phong ơi bạn đi đâu thế? Đúng không? I am going to the bookshop. Bạn Phong bạn đã đi đến gì? Cửa hàng sách phải không nào? I want to buy some book. Rồi, tôi muốn gì? Mua một vài quyển quyển sách. Vậy gì? Ở cái câu số 1 này các em khoanh được gì? Các em đánh dấu cho thầy là gì? B. Is that correct? Yes, that's right. Sang câu số 2. What do they want? Họ muốn cái gì? Đúng không? Listen. I want to buy some books too. Mình thì cũng muốn mua một vài quyển quyển sách, chắc chắn các em tính luôn được A rồi, đúng không? Okay, let's go to the bookshop together. Được rồi, chúng ta hãy đi đến cửa hàng sách cùng nhau nhé. Rồi sang câu số 3, sentence 3. Where do Mike and Tony go? Bạn Mike và bạn Tony đi đâu? Supermarket or bakery? Hi Mai, where are you going? Chào Mai, bạn đi đâu thế? I'm going to the supermarket. I am going to the supermarket. Rồi, bạn Mai, bạn đi đâu nhỉ? Supermarket. Shopping, đúng không? I want to buy something for drink. Tôi muốn mua một thứ gì đó để uống something. I want something to drink too. Sang câu số 4 gì nhỉ? What do they want? Họ muốn cái gì? I want something to drink too. Mình muốn một thứ gì đó để uống. Mình cũng muốn một thứ gì đó để uống, đúng không? Okay, let's go to the supermarket together, đúng không? Rồi, cái A này là gì? A này là gì? Fruit hay vegetable đúng không? B là gì? Something to drink đúng không? Vậy các em ở cái câu số 4 các em cũng quen là gì? Circle the B.
Khe. Ok, chúng ta sang cái hoạt động số 4, look and write. Hãy nhìn và hãy viết. Rồi, ở đây người ta đã cho một cái câu mẫu rồi, sample. Let's go to the bookshop. I want to buy some book. Chúng mình hãy đi đến cửa hàng sách nhé. Mình muốn mua một vài quyển sách. Tiếp theo là gì nhỉ? Let's go to the, các em nhìn ở trên này này. Bakery là gì nhỉ? Tiệm bánh. Let's go to the bakery. Hãy đi đến, chúng mình hãy đi đến tiệm bánh nhé. I want to buy some bread, đúng không? Mình muốn mua một vài ít bánh mì. How about my Aninda? Number sentence number 3. Let's go Chúng mình hãy đi đến cửa hàng bánh kẹo nhé. I want to buy some candy or cake. Right? Some cake. Mình muốn mua một ít bánh cũng được, hay candy cũng được. Sentence 4. Let's go to the pharmacy. To the Chúng mình hãy đi đến hiệu thuốc nhé, hiệu thuốc Tây nhé. I want to buy some medicine. Phải không nào? Các em xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến tiếp tục cái hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động số 5, activity number 5, nesting. Chúng mình hãy hát nhé. The name of the song is Let's Go. Hãy đi đâu đó, đúng không? Chấm chấm chấm. Rồi, các em xem này, bên phía tay phải là gì? Zoo, vườn bách thú. Bên phía tay trái là gì? Bookshop, cửa hàng sách. Cinema, rạp chiếu phim. Rồi các em hãy lắng nghe thầy đọc và dịch một lần, sau đó thì thầy mời các em cùng lắng nghe cái bài hát. Let's go. Let's go to the bookshop. Rồi, chúng mình hãy đi đến cửa hàng sách nhé, hiệu sách nhé. I want to buy some books. Mình muốn mua một vài quyển sách. Let's go to the cinema. Chúng mình hãy đi đến rạp chiếu phim nhé. I want to see a film. Mình muốn xem một bộ phim. Let's go to the zoo. Chúng mình hãy đi đến vườn bách thú nhé. I want to see the animals. Mình muốn xem, nhìn thấy gì? Mình muốn xem gì? Các con động vật, đúng không? Animal là các con động vật hay các loài động vật. Ok, let's listen to the song. Rồi vừa rồi thầy và các em cùng được nghe cái giai điệu của một bài hát rất là vui nhộn, phải không nào? Let's go to the bookshop. I want to buy some books. Let's go to the cinema. I want to see a film. Let's go to the zoo. I want to see the animals. Đúng không? Hãy đi đến cửa hàng sách và mình muốn mua một quyển vài quyển quyển sách. Hãy đi đến rạp chiếu phim, mình muốn xem một bộ phim. Hãy đi đến vườn bách thú, mình muốn nhìn ngắm những cái loài động vật hay những cái con thú, đúng không? Các em ơi, vậy là bài học số 1 của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo nhé. Goodbye, see you next lesson number 2.